lên cho nó vô với cái nhà lưới á, má là chết nhói luôn á, sức bỏ tiền ra. Đúng rồi, đâu có nhiều, vài chục à. Ừ. Trong khung này hả? Dạ. 2000 mét má, nhà anh đi mỗi chân cái này 2600 luôn, 2600 mỗi giò luôn rồi. Anh trồng rau anh đi chơi ngày nay anh bỏ luôn, anh không tứ. Ơi, ủ quá để có nước cung cấp sẵn luôn. Đúng rồi, thì này rồi. Cho hơi ghẻ sao cho hơi được. Nắng hồ chứ tê rồi hả cơ. Giếng đầu nhà có sẵn hết, này còn nâng cấp lên phải không? Hả? Hàng sắt đồ nâng cấp lên, cho nó kiên cố lên, cho nó đẹp á. Má tiền không à? Anh có gì chứ? Được không? Yeah. Thấy vậy được không? Này kỷ niệm đây. Này chủ dùm ra. Này mà cho ba anh coi chắc ba anh mê lắm á kìa. Chồng có tâm ghê không? Ha. Để cho người ta làm đi. Được rồi. Đã làm cứ để cho nó tiếp tục. Được làm, tạo điều kiện cho nó làm. Ồ, ngay cứu nè. Ngay cứu nè má ơi. Cứu cuốn tiền không bán thịt vậy. Mua lâu rồi nó đi ngõ bển luôn á. Rồi làm sao? Làm sao? Gì? Làm sao lục? Đi ngõ đường đất đỏ bển á, đường đỏ lớn. Nhìn phải vô đây thường xuyên lục quá. Để hỏi chủ nó ai mua luôn ngõ bển. Bán yếu tiền. Trời ơi. Đất dữ vậy. Đúng là có tiền phải mua đất lớn. Có tiền phải mua đất lớn. Mà làm có tâm thiệt á cơ. Vậy là
đang thuê làm hả gì? Đất nhà đó. À à đất nhà hả? Cái gì? Rồi bán khỏi làm luôn. Khỏi làm luôn. Rồi tứ rau đi Cường, để héo hết. Bỏ đi nhậu. Kính thưa các loại rau luôn. Thôi vậy lo trồng tiền sớm thì lo tứ rau cho Cường để héo hết rồi. Bé chứ. Bé hơn tháng. Thì rau đủ thứ rau hết nha, đúng là dài giường luôn Cường ơi. Đợi qua nhà bên kia nó cũng làm. Bây giờ nước chảy khe à. Nói gì đăng clip luôn nha Cường. Chắc không Cường? Chắc không Cường? Dạ Dương Cường á. Quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Ba anh thích nhà lưới vậy lắm nè. Ba anh thấy gì các bạn xỉu luôn á. Ba anh ba làm ba lên trời làm tổng. Đây Hữu Cương nằm trên đây đúng không? Ừ. Còn không biết làm nhà. Xây nhà đây là ok nè. Phía sau là giường đúng không? Ừ. Kiếm đầu ra. Nhất. Đụ cái này bán yếu tiền. Này ngang được nhiêu ta? 7 mét không ta? 10 mét. Nổi hoàng sao ra 2 sổ. Đâu sao ừ. Đang tên xong cấp nổi lên 1 sổ. Ồ bên đây là cũng đồng này. Đóng mức ha. Vườn rau. Dắt coi đất trước mà. Ồ, này vô trong cái lô này bán nhiêu à? Lô này bán nhiêu à? 53 năm cực. Dạ. Nó hoài hữu dân cư đâu cho xây dựng. Thì của mình cũng hoài mà có hữu cư chẳng hả? Cái đó có hữu cư, cái này có hữu cư. Cái cua này xe hơi vô khó đúng không? Vô được mà. Xe nhỏ nhỏ như em vô tốt. Vài bữa nữa nó làm nó cũng phải bỏ ra chứ. Ai đâu có ai xây vậy. Không. Xe cốc được rồi. Rồi nó đi đất. Rồi đi. Miễn đâu nó rộng được à. Giờ không đường mà trong mình đất đất xanh. 2 triệu rồi. Ngoài đây đất gò. Có hữu cư xe chạy tới chỗ ba cái bờ trong đó xe chạy tới chỗ được ừ. Nghĩ vậy mua đi đổ đá gì là mừng này cơ chuẩn bị đổ thêm nữa bị thành bê tông cán tông đổ thêm luôn rơm này rơm rồi tiếp cán tông là kinh
đường vô vườn, đường vô vườn rau. Mua không mua lại được, mua được biết hàng teo á, càng hàng teo 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 teo